Chào các bạn, tiếp tục là một chiếc xe đẩy một chiều phân khúc giá dưới 1 triệu. Thì các bạn sẽ có gì? Đây là chiếc xe đẩy có mã là 769. Là một chiếc xe đẩy một chiều có giá chỉ 800.000 thôi. Nhưng mà vẫn cực kỳ là chắc chắn, với khung xương làm bằng kim loại. Đấy, tất cả làm bằng kim loại trừ cái phần để chân và cái phần để đồ cho bé này, phần bàn ăn cho bé. Đấy. Cái phần mái che này có thể khóa được các bạn ạ. Đây, khóa được, khi mà mình ấn cái nút nó thẳng hàng như này là nó sẽ khóa được, không gập vào được. Rất chắc chắn. Đó. Mình sẽ bỏ lên như này thì sẽ gập vào được này. Chiếc xe đẩy này khi mà gấp lại thì cũng khá là gọn. Phần bánh trước vẫn có nút khóa bánh. Nếu khi bạn mà chỉ muốn đi theo hướng dọc này này, muốn khóa cái hướng ngang của chiếc xe này thì bánh này chỉ di chuyển được 180 độ, chỉ được tiến lùi thôi. Này cũng khá là tiện. Phía sau là vẫn có nút khóa bánh. Khóa bánh này là khóa bánh đôi, tức là hai nút ở hai bên, có thể dùng chân hoặc dùng tay đều được. Chiếc xe đẩy màu xanh xước này khá là đẹp, đúng cái sở thích của mình luôn. Cái phần sau này, đây, phần sau này có cái phần lưới che này, phần lưới này có lỗ rất là, nó thông hơi, nó khá là thoáng. Và đặc biệt chiếc xe này có thể ngả nằm được này, không, nó không giống với cái chiếc xe khoảng hơn 400.000 năm trước đến từ thương hiệu Bauhaus này, thì nó chỉ ngồi được như này thôi, nó không có tư thế ngả và nằm. Đấy, thì chiếc xe này vẫn nằm được. Đấy, phù hợp với tất cả các lứa tuổi, đặc biệt là cái lứa tuổi từ 0 đến 6 tháng là lứa tuổi là chủ yếu sử dụng tư thế nằm. Cái phần để đồ phía dưới này cũng khá là rộng, để được rất nhiều đồ cho bé. Bây giờ mình sẽ gập thử cái chiếc xe này vào nhé. Nó có một cái nút ở đây, kéo này, các bạn đẩy xuống dưới này và bóp một cái nút ở đây là được. Đây, mình sẽ gập thử này, để xem là khi mà gập lại thì cái chiếc xe này nó gọn được đến tầm nào. Đây, hay quá. Khi mà gập lại thì chiếc xe này nó rất là gọn. Đây, như này, rất là nhẹ các bạn ạ. Chiếc này rất nhẹ, chỉ rơi vào khoảng chưa đến 4 cân thôi, rất nhẹ. Đấy. Những gia đình hay đi chơi xa ấy, thì đây là lựa chọn rất là phù hợp. Đây, các bạn để ý này. Các bạn để ý là cái phần đế nằm này của bé này, nó có hai phần. Đấy, cái phần đệm nằm nó có thể bỏ ra giặt được này. Hoàn toàn có thể bỏ ra giặt được. Và cái phần khi mà đã bỏ cái đệm nằm ra rồi thì cái phần này hoàn toàn bằng lưới luôn. Lưới rất là chắc chắn, thì các bạn không giống như một số chiếc xe đẩy khác là nó hoàn toàn bằng đệm không ấy. Phần đệm chỉ nằm được vào mùa đông thôi. Còn mùa hè thì rất là nóng. Thì cái chiếc xe này nó vừa gọn nhẹ mà các bạn lại không cần, khi mà bỏ cái phần đệm ra thì sẽ không cần thêm phần chiếu cói hay là những cái đồ vật mà để cho bé thoáng mát. Đây, cái này nó sẵn sàng, nó bằng lưới luôn rồi này. Rất là chắc, rất là tiện, chỉ cần mang một cái xe đẩy này là đủ. Phần bàn ăn này thì làm bằng nhựa và không tháo rời được ra. Tuy nhiên là khi mà gập lại cái chiếc xe này nó cũng rất là gọn rồi, không cần phải tháo cái đấy ra. Đó. Nếu các bạn mà hay đi du lịch nhiều hay di chuyển nhiều thì chiếc xe đẩy này là quá là hợp lý.
vừa gọn gàng, vừa nhẹ, vừa chắc chắn mà giá hợp lý dưới 1 triệu. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích thì nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.